Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến ầm ầm, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ bí mật chính xác 100%. Sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Được ơn trên ban phúc, từ nay về sau được hưởng số giàu sang phú quý, an nhàn hưởng phúc bên con cháu tới cuối đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, người xưa có câu, ở hiền thì gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì, nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, sau 60 tuổi, con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được cơ hội vàng này, thì con giáp này sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình, từ đó tiền bạc sẽ kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy cơ hội đó là gì? Vận trình của con giáp tuổi Ất Tỵ sinh 1965 sau 60 tuổi sẽ có biến động ra sao? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nội dung chi tiết cụ thể ngay sau đây nhé. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Ất Tỵ 1965 là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn, và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công, cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp. Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố, có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học, họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch, chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm, hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán, chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng. Nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày, khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, thì họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ.
họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc, chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác, họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối, những lời góp ý có tính xây dựng, khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ Ất Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng, tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời, giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng, hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ kinh tế với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín muồi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Nam và nữ Ất Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó, mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ, tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở. Vì sự giúp đỡ này, đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngừng hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Khôn ngoan chính là đặc điểm tính cách nổi bật của những người tuổi Ất Tỵ. Điều này được thể hiện qua cách đối nhân xử thế, là tài ăn nói cực kỳ có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, họ
họ biết cách tận dụng mọi ưu thế của bản thân để đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Trên thực tế, sự khôn khéo của tuổi Ất Tỵ chính là thành quả sau những tháng ngày thăng trầm. Càng trải qua nhiều khó khăn thì lại càng tích lũy được nhiều kiến thức thực tiễn. Chính vì thế mọi người thường coi họ là những kho kinh nghiệm sống đáng để học hỏi. Người tuổi Ất Tỵ có nhiều ham muốn, tham vọng trong công việc, luôn tập trung cao độ, có chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Ất Tỵ thích hợp với những công việc như lao động trí óc đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Rắn là loài động vật rất khôn ngoan và kiên nhẫn. Vì vậy họ luôn biết cách quan sát và chờ đợi. Vậy nên người tuổi Ất Tỵ rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Nhiều người thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời trong mối quan hệ với mọi người. Họ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, tuổi Ất Tỵ luôn có một sự hồ nghi, cảnh giác. Họ thích biểu đạt sự bất mãn bằng vẻ chống đối, lạnh lùng, chứ không mỉa mai cay nghiệt hoặc cãi vã nặng lời. Người tuổi Ất Tỵ thích đánh cho kẻ địch một đòn chí mạng, rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ. Những người cầm tinh con rắn luôn độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình. Thường thì không quan tâm là người khác nghĩ gì, họ có phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số nét tính cách tiêu biểu của người tuổi Ất Tỵ là gọn gàng và chính xác, có năng khiếu riêng, rất thông minh, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, nhạy cảm, hay ghen, thích chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Dù có nhiều ưu điểm, nhưng tuổi Ất Tỵ cũng có một số nhược điểm như không kiên định với lập trường vào những mục tiêu đã đề ra. Khi gặp khó khăn thì dễ chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Mặt trái trong tính cách linh hoạt của người tuổi Ất Tỵ đó là làm việc không có nguyên tắc. Điều này có thể khiến cho người khác mất đi sự tin tưởng vào tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ nhớ lâu, thù dai, nên họ có thể nhẫn nhịn rất lâu để chờ cơ hội báo thù. Xem tử vi thấy rằng Ất Tỵ nam mệnh có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ, nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thành thơi, dễ chịu. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 85 tuổi. Nếu sống hiền lương, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Nữ mệnh Ất Tỵ có cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Những người này có số hưởng thọ từ 73 tuổi đến 90 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều điều thiện, tích nhiều phúc đức, thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Xét về phương diện tài lộc, kiếm được tiền là do phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhờ quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời, nhờ duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Mỗi khi tiền bạc dư giả thì sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn, vung tay quá chán. Khi còn trẻ, thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Ất Tỵ đã có số vượng tài, đặc biệt là sau 60 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Quý mệnh chủ cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có hoạnh tài bất ngờ, quý mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc hay bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì thì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì hãy dồn công sức cho một việc, chắc chắn thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng quý mệnh chủ cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm, tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm, tuổi Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong thời gian khó khăn thì bản thân vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Người tuổi Ất Tỵ rất thông minh, có vốn tri thức phong phú ngay từ khi còn nhỏ, đã chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức với đầu óc tư duy linh hoạt, là người có hiểu biết phong phú về rất nhiều lĩnh vực. Vậy nên mọi người gọi là những nhân tài trên thông thiên văn, giới tưởng địa lý. Cũng không phải là nói quá, chứ kiến thức dù có phức tạp đến mấy thì bản thân họ vẫn sẽ cố gắng để lĩnh hội một cách đầy đủ nhất, không ngại khó, ngại khổ. Khi đào sâu nghiên cứu một vấn đề tri thức, những ưu điểm này sẽ giúp cho Ất Tỵ gặt hái được thành công trong các ngành nghề chuyên về lao động trí óc hơn là lao động chân tay. Tuy không thích giao tiếp,
Nhưng người tuổi Ất Tỵ vẫn có tài ăn nói khéo léo. Trong trường hợp cần thiết, họ vẫn có thể trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng, đồng thời thuyết phục với mọi người rằng ý kiến của họ là vượt trội nhất. Khả năng phản biện tài tình có thể giúp họ thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, vậy nên rất có thể sẽ trở thành bậc vĩ nhân trong các lĩnh vực như triết học, chính trị, tâm lý học, vì những công việc trong các lĩnh vực này sẽ giúp tuổi Ất Tỵ có thể phát huy tối đa tài năng và trí tuệ của bản thân. Phong cách làm việc của người tuổi Ất Tỵ lúc nào cũng chuyên nghiệp và độc đáo, với khả năng tập trung hơn người thì có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc chỉ trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc. Tuổi Ất Tỵ luôn kiên định với những kế hoạch đã đề ra ban đầu và sẽ tự hạn định thời gian thực hiện một cách chặt chẽ, dù có chịu bao nhiêu lời đàm tiếu thì vẫn quyết tâm tiếp tục làm việc cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Họ sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và sửa đổi bản thân mỗi khi gây ra sai sót trong công việc, vì luôn có thái độ lạnh lùng nên tuổi Ất Tỵ thường bị hiểu nhầm là những người thụ động khi làm việc, trên thực tế là người có trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều sáng kiến, giàu tính sáng tạo cùng với gu thẩm mỹ độc đáo. Những ưu thế này chính là chìa khóa giúp họ chinh phục đỉnh cao trong các lĩnh vực như thiết kế, thời trang, nghệ thuật. Nhờ có trực giác nhạy bén và tài phân tích kỹ lưỡng mà tuổi Ất Tỵ có thể phán đoán được các tình huống sắp phát sinh, vốn là con người kín đáo mà họ sẽ âm thầm chuẩn bị phương án đối phó trong mọi tình huống. Những người cạnh tranh với họ sẽ phải lúng túng bởi những chiêu bài để tung ra ngay trong thời điểm cuối cùng. Bản lĩnh và sự tự tin giúp những người tuổi Ất Tỵ không bao giờ bị rơi vào bẫy của kẻ thù. Nhờ vào những điều này, họ có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Người tuổi Ất Tỵ luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, thích đạt được thành tích cao trong công việc, không chỉ khắt khe với chính bản thân mà còn có yêu cầu cực kỳ cao với nhân viên, luôn sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức và trí tuệ để đánh đổi được kết quả làm việc xuất sắc nhất. Do đó, họ sẽ không bao giờ gây ra những sai lầm nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp. Nhược điểm của người tuổi Ất Tỵ trong công việc là đa nghi quá mức. Họ rất ít khi thực sự đặt lòng tin vào những người cộng sự của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng phán đoán tình huống, thậm chí cũng có thể vô tình tổn hại đến mối quan hệ với các đồng nghiệp chỉ vì những nghi ngờ vô lý. Những nhân viên sẽ luôn cảm thấy ngột ngạt khi phải làm việc với một lãnh đạo hay nghi ngờ. Để khắc phục điều này thì cần phải học cách tin tưởng và cởi mở với mọi người xung quanh. Tuổi Ất Tỵ có lục cách, cho nên đi theo con đường kinh doanh thì có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp cho Ất Tỵ đạt được vinh quang, mang trong mình thuộc tính khai mở ánh sáng. Nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Về phương diện tài lộc, đối với tiền bạc thì nhiều thuận lợi, vì có tính tiêu hoang nên dù kiếm tiền tốt thì vẫn bị hao tốn, lại hay giúp đỡ cho người thân. Về cơ bản cuộc sống của họ đều khá giả hơn người. Nữ mệnh Ất Tỵ có lòng thương người, nhân từ và bác ái. Do đó tuổi Ất Tỵ rất chăm đi làm điều thiện, giúp ai thì giúp rất tận tình. Ngoài những đức tính tốt như vậy thì tính tình lại khá nóng tính, thế nhưng lại được trời phú trong một trí tuệ thông minh hơn người. Cho dù có tiếp cận vấn đề sự việc kém, thế nhưng lại giải quyết vấn đề rất nhanh. Do vậy những nghề hợp với nữ Ất Tỵ như giáo viên, giáo sư hay thanh tra thẩm phán. Nam mệnh Ất Tỵ tuy nóng tính nhưng lại có suy nghĩ tích cực, có nhiều sáng kiến, thế nên họ chính là một hình mẫu mà ai chơi với họ cũng rút được nhiều bài học và kinh nghiệm. Có điều vì hay cậy mình tài mà vì thế rất cao ngạo, ngông cuồng, do đó tuổi Ất Tỵ rất thích hợp khi làm kinh doanh. Làm người nông dân thì mát tay, làm người công nhân, kỹ sư thì đều có tay nghề cao. Nam mệnh tuổi Hợp làm ăn trong công việc, Ất Tỵ nam mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường công danh tài lộc là Đinh Mùi, Ất Tỵ và Quý Sửu. Những tuổi này sẽ giúp cho người tuổi Ất Tỵ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn, trở ngại, thu về nhiều tài lộc. Tuổi Đại Kỵ là Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân và Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ nam mệnh. Quý mệnh chủ không nên kết duyên hay cộng tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được những khó khăn, bất lợi. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì hai người không được tổ chức cưới linh đình mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nữ mệnh tuổi Hợp làm ăn, Đinh Mùi, Ất Tỵ và Quý Sửu là những tuổi thích hợp nhất để tuổi Ất Tỵ nữ mệnh hồn hợp làm ăn, đầu tư. Kết hợp với những tuổi này mọi chuyện luôn gặp may mắn, thuận lợi, không lo sụp đổ hay thất bại, thu về nhiều tiền tài, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Tuổi Đại Kỵ là tuổi Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ nữ mệnh. Quý mệnh chủ không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được cảnh thua lỗ hay gặp thất bại trong công việc, tình duyên giang dở. Nếu chót yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn kết duyên,
thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên, để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc, tích đức, thì mọi tai ương sẽ được hóa giải. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất với tuổi Ất Tỵ, đặc biệt là chuyện lớn, quan trọng, thì nữ mệnh Ất Tỵ nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn, và tháng chẵn sẽ được mọi sự như ý, đại cát đại lợi, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, thành quả thu về thì ngoài sự mong đợi. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Ất Tỵ sinh 1965 sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại vẫn cần lưu ý các vấn đề về gan, người tuổi Ất Tỵ lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Những người tuổi Ất Tỵ 1965 trời sinh có khí chất quyến rũ, khó ai sánh bằng, vì cả nam và nữ tuổi Ất Tỵ đều có ngoại hình xinh đẹp, rất biết cách chăm chút cho bản thân, đôi lúc lại quá sa đà vào việc làm đẹp, khiến cho bản thân trở nên quá mức phô trương và loè loẹt, lòng kiêu ngạo sẽ được thỏa mãn khi thu hút được mọi sự chú ý của mọi người xung quanh. Là người luôn rất tự tin vào sức hút của bản thân, thế nên thường tỏ ra lạnh lùng, kiêu kỳ trước mặt đối phương. Tính cách này cũng là nguyên nhân khiến họ hiếm khi chủ động trong việc bắt đầu một mối quan hệ. Vốn là người giàu tình cảm, nên người tuổi Ất Tỵ luôn mong ước về một mối tình hoàn mỹ như trong chuyện ngôn tình. Họ biết cách quan tâm, trều trụ nhu cầu của người yêu. Hơn thế nữa, những lời tán tỉnh đường mật cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Người tuổi này luôn tỏ ra nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm và sẽ không ngại giới thiệu người yêu với bạn bè, với người thân trong gia đình. Đối với họ, hành động này được coi như một lời cam kết chính thức dành cho mối tình của hai người. Khi yêu một người tuổi Ất Tỵ, thì đừng nên nghĩ đến việc lừa dối họ, bởi lẽ họ sẽ sẵn sàng dùng đến những phương thức trả thù ghê gớm. Người tuổi Ất Tỵ càng yêu nồng nhiệt bao nhiêu, thì càng tỏ ra ghen tuông bấy nhiêu. Với nội tâm nhạy cảm, họ luôn có cảm giác thiếu an toàn trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu. Chính vì thế họ sẽ chiếm hữu và kiểm soát người yêu một cách chặt chẽ, và một khi đã ghen tuông thì sẽ trở nên mù quáng, có thể sinh lòng đố kỵ. Chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, kể cả sau khi đã chia tay với đối phương thì vẫn không muốn người yêu cũ tiến đến với bất cứ ai. Vậy nên, bản thân họ sẽ thường xuyên gây ra phiền toái cho người cũ, chỉ khi học cách nên tỉnh táo và khoan dung hơn thì mới có thể duy trì mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Vận đào hoa của người tuổi Ất Tỵ khá tốt, nên sẽ có duyên phận với nhiều người khác phái. Bên cạnh đó, họ cũng muốn được phiêu lưu trong ái tình để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Chính vì thế, họ sẽ trải qua khá nhiều mối tình để trước khi ổn định cuộc sống hôn nhân. Người tuổi này luôn khát khao cảm giác được yêu chiều, vậy nên người bạn đời của họ phải cố gắng dành thời gian quan tâm họ mỗi ngày. Chỉ cần cảm thấy trống vắng một chút thì họ sẽ dễ dàng bị cuốn theo những niềm vui bên ngoài. Để gìn giữ tổ ấm gia đình thì phải biết trân trọng cuộc sống hôn nhân hiện tại và khống chế bản thân không bị mê hoặc bởi những ảo tưởng phù phiếm. Nữ mệnh tuổi Ất Tỵ sở hữu nét duyên ngầm, lại có ngoại hình quyến rũ, vậy nên thường xuyên nhận được sự săn đón của cánh ngày dâu. Họ sẵn sàng cháy hết mình vì tình yêu, nguyện trao trọn con tim cho đối phương. Điều duy nhất họ muốn nhận được từ người yêu là sự chung thủy tuyệt đối đến tận cuối đời. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ rất đảm đang, biết chịu chuộng chồng, lại giỏi chăm con. Lấy được con gái tuổi Ất Tỵ làm vợ thì người đàn ông sẽ không bao giờ phiền lòng bởi chuyện gia đình. Sau khi kết hôn, con gái tuổi Ất Tỵ thích được chồng quan tâm, chăm sóc như những ngày mới yêu nhau. Ưu điểm của nam mệnh tuổi Ất Tỵ trong tình yêu chính là ngoại hình bóng bẫy và tài ăn nói ngọt ngào. Nhờ có vẻ ngoài điển trai, họ không cần phải tốn công sức mà vẫn khiến nhiều người nguyện trao tình cảm cho họ. Đối với người yêu thì sẽ hết lòng yêu thương cưng chiều. Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Ất Tỵ sẽ nỗ lực làm việc để lo cho gia đình có một cuộc sống sung túc. Cũng chính vì điều này mà họ có ít thời gian dành cho những người thân yêu. Lời khuyên dành cho quý mệnh chủ là hãy cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Nam mệnh Ất Tỵ chuyện nhân duyên được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc. Những ai sinh vào tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì may mắn hơn, chỉ phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên sẽ được chung sống cùng người mình yêu đến trọn đời. Nam mệnh Ất Tỵ may mắn nhất là những người được hạ sinh vào tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch. Quý mệnh chủ sẽ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong hôn nhân mà sẽ sống hạnh phúc với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Nữ mệnh Ất Tỵ chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp sau. Những người tuổi này sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên thì mới đến được bến bờ hạnh phúc. Theo tử vi tuổi Ất Tỵ, những ai sinh vào tháng 2, tháng 4, tháng 7,
tháng 9 và tháng 11 âm lịch sẽ phải trải qua hai lần sang sông thì mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Tuổi Ất Tỵ nữ mệnh sinh vào tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch sẽ vô cùng may mắn vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ cùng ý chung nhân duy nhất nắm tay nhau đi đến cuối con đường đời. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là luận giải tử vi chi tiết vận trình lưu niên của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 qua các năm, cụ thể như sau. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của người tuổi Ất Tỵ thấy rằng năm Tý người tuổi Ất Tỵ có hỷ sự lâm môn, năm này thích hợp để phát triển tình cảm và kết hôn, sinh con. Sự nghiệp cũng có bước phát triển đáng kể, song chớ vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác, tài lộc cũng khởi sắc, quý mệnh chủ có làm gì thì cũng nên lấy đại cục làm trọng, chớ tham lam những thứ ngoài lề. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Sửu. Trong năm này, nhiều sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra, vì thế quý mệnh chủ làm việc gì cũng phải cẩn trọng, do có kẻ tiểu nhân ngán đường, nên cả sự nghiệp và tài lộc đều không phát triển nhanh chóng được như ý muốn. Quý mệnh chủ cần phải chú ý khi tham gia giao thông, hạn chế đi xa hoặc lao động khi đang mệt mỏi. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Dần. Chuyện thị phi xảy ra liên tiếp trong năm này có thể khiến cho quý mệnh chủ cảm thấy mệt mỏi, làm ăn kinh doanh khó khăn do bị đối thủ liên tiếp chơi xấu. Đường công danh cũng trở ngại, cẩn thận bị kẻ khác cướp công. Năm này nên hạn chế gây thù, chuốc oán với người khác. Chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Mão. Con giáp này sẽ phải bôn ba vất vả để cầu công danh tài lộc do phạm hung tinh thiên cầu, nên cần phải chú ý sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Hãy nên biết việc gì nên làm và việc gì nên tránh. May mắn là có quý nhân xuất hiện vào cuối năm sẽ khiến cho vận trình có chuyển biến, khắc phục được nhiều bế tắc. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Thìn. Xem vận trình lưu niên của tuổi Ất Tỵ thấy rằng nhiều điều thuận lợi, bất ngờ sẽ gõ cửa trong năm này. Sẽ gặp được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và kinh doanh. Do được nhiều người giúp đỡ nên khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Tuy nhiên, nếu có ý định đi đến kết hôn thì vẫn cần phải cân nhắc cẩn thận. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Tỵ. Đây là năm bản mệnh của con giáp này, vì thế có nhiều sự cố bất ngờ sẽ xảy ra. Cần cẩn trọng trong chuyện kết giao bởi biết người biết mặt khó biết lòng. Thời điểm này cần hạn chế tiến hành các dự án mới. Tốt nhất hãy hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, nên có cách ứng biến linh hoạt trong các vấn đề thì mới có thể bình an. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này vận thế chìm nổi bất định. Quý mệnh chủ cần giữ tinh thần ổn định, chớ nóng vội hoặc bi quan. Dù gặp vấn đề gì cũng cần phải bình tĩnh để nhìn nhận và đánh giá, từ đó đưa ra cách giải quyết tối ưu. Nếu muốn làm giàu, thì bản thân cần phải quyết đoán hơn trong các quyết định. Nếu chịu đựng được vất vả thì có cơ hội thành công. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Mùi. Đầu năm sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng từ giữa năm trở đi vận thế ổn định hơn, đến cuối năm thì được bình an. Năm này có được, có mất, vì vậy muốn đạt thành nghiệp lớn thì bản thân cũng cần phải dám chấp nhận hy sinh. Nếu có thời gian rảnh, hãy ở bên người thân nhiều hơn để gắn kết quan hệ với mọi người. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Thân. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Ất Tỵ thì quý mệnh chủ sẽ có cơ hội gặp quý nhân là nữ giới trong năm này, khiến con đường sự nghiệp cũng như tài lộc đều có bước bứt phá đáng kể. Tuy nhiên, quý mệnh chủ bắt tay vào việc làm gì cũng cần phải bình tĩnh và suy xét cẩn thận, tránh sự nóng vội, chạy theo xu thế của thị trường. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Dậu. Đường tài lộc nhìn chung phát triển thuận lợi theo năm, song vẫn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách ngấm ngầm hãm hại. Tuy nhiên, dù túi tiền có dư giả đến đâu thì cũng chớ nên chi tiêu lãng phí, cũng chỉ nên cho những người đáng tin cậy vay mượn tiền của mình, hạn chế hợp tác với người quen. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Tuất. Cát Tìn sẽ đem tới cơ hội trong năm này, nếu chủ động nắm bắt thì có thể sẽ gặt hái được thành quả hơn. Người xa quê làm ăn cũng gặp nhiều may mắn và nên chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi, ắt có lợi sau này. Tuy nhiên, có thể dễ mắc bệnh nhẹ dẫn đến hao tài, song hãy nhớ, tiền bạc là vật ngoài thân, quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe của mình. Vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 gặp năm Hợi. Dù con đường công danh tài lộc có hanh thông đến mấy thì cũng chớ nên tham lam quá mức, nếu thấy đủ thì nên dừng lại đúng lúc,
Có như vậy thì mới có thể được tận hưởng hạnh phúc. Còn nếu làm việc bất chấp thủ đoạn thì sẽ vướng phải vòng lao lý, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Và ngay sau đây tiếp nối chương trình, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải nội dung chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết Tân Xuân. Người này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, người tuổi Dần sinh vào tháng Giêng sẽ không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Họ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến, dương khí vượng, ý chí ngất trời, có điều tiền đồ không được thoáng đản. Chính vì thế nếu mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó trong suốt cuộc đời. Người này hiếm khi nào được quý nhân phù trợ. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, những người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó. Về thi tuyển, sức mình muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời, thì có thể thay đổi được vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965 sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này là người có quý tướng chở che, chuyện học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, dù đi tới đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón, cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu, có ý chí, có tham vọng. Họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo, dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người này cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ là mẫu người có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trong năm là tiết Thanh Minh. Người này rất thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc đấy. Người này tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống. Người này có tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân người này, họ cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công với họ không quá khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965 sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trong năm là tiết Lập Hạ. Người này là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh, dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp cũng khiến bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghi, chí dũng song toàn, dường như họ có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 4 âm lịch khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhẹn nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân dẫn đường, chỉ lối, nên người này có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965 sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trong năm là tiết Mang Trùng. Người này có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế, nhân tâm, nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyển cát lành cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người này may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế. Họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông, rộng mở. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965 sinh vào tháng 6 âm lịch. Những chú rắn sinh vào tháng 6 âm lịch là người phúc mỏng, lộc chẳng nhiều, trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn. Lúc nào cũng có chuyện phiền phức, khổ tâm gây phiền não. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc, ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng, sự nghiệp cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965 sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn nên là tiết Lập Thu. Người này tính tình ôn hòa, nhã nhặn, họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Người này có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp. Họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi. Làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh. Nếu theo nghiệp làm ăn, buôn bán, thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt,
tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ. Người này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ. Bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi, nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện nên người này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thành thơi, phú quý trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, người này cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hỏa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn, mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chín sự lành. Đây là người học rộng, biết nhiều, lại thông minh, cơ trí. Song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt, mà vẫn cần phải cố gắng, nỗ lực thì mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng bền chí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người này là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi trần. Với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường, họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương. Là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm xương để thực hiện ý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công, nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng, vận trình cuộc đời của người này tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời, thời trai trẻ, người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn. Là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, nét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, nên họ dễ dàng đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người này tốt nhất là nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ 1965, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng chạp trong năm là tiết Tiểu Hàn, trời giá bút, rắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt, tuy có cát tinh cao chiếu, nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý. Người này sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với mọi người, có trước, có sau. Cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Ất Tỵ sau 62 tuổi, người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Quý khán giả thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về cơ hội giúp tuổi Ất Tỵ đổi đời, giàu có hơn người sau năm 62 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý khán giả sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Kính chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.